Vâng, chào mừng quý vị khách đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Bích Quyền. Và ngày hôm nay thì cơ sở vừa hoàn thiện xong phần thô, phần mộc cho cặp đôi lục bình chất liệu gỗ xà cừ. Và trên đây thì cơ sở giới thiệu cho quý khách hàng về cặp có chiều cao 1m40 và đường kính 37. Và đây là hàng trơn. Vâng, hàng trơn và kèm theo đó là có đường chỉ ở trên thân bụng cực kỳ là đẹp. Vâng, hàng đẹp từ phần mộc, không dập, không rác. Vâng, cực kỳ là đẹp, khô và lên màu đôi này mà phun sơn lên thì sẽ cực kỳ là lối. Vâng, vân gỗ tự nhiên 100%. Và trên đây thì bên cơ sở là sẵn rất chi là nhiều hàng mộc lục bình khác nhau, đủ loại kích thước từ 1 cho đến 2 mét. Và quý vị anh chị nào cần đặt mua đôi nào thì có thể là nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp hoặc qua Zalo, bên cơ sở sẽ tư vấn và báo giá từng đôi một cho quý vị khách hàng. Và bên cơ sở cũng có phun sơn DU theo yêu cầu, phun bất kỳ màu nào cũng được và tùy theo quý vị anh chị lựa chọn. Vâng ạ. Và mọi chi tiết thì quý vị khách hàng liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở theo số điện thoại 0354318894 hoặc 0347799248. Vâng, Zalo là Đồ Gỗ Bích Quyền. Và trên đây thì cũng xin được báo giá luôn cho cặp lục bình có chiều cao 1m40, đường kính 37, hàng trơn đẹp, chỉ đẹp, vâng, cực kỳ là đẹp trên này. Giá bao gồm là sơn DU hoàn thiện đẹp đẽ, còn giá là 9 triệu, vâng ạ, 9 triệu. Và bên cơ sở là miễn phí vận chuyển 100km quanh khu vực Hà Nội và có giao hàng toàn quốc Bắc Trung Nam. Vâng, cực kỳ là đẹp. Và cặp đôi đường kính 1m4 này. Và trên đây thì cũng xin được kết thúc video và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Và xin chào.